Sáng 31 tháng 7, có 4.060 ca mắc COVID-19, gần 6 triệu liều vaccine đã được tiêm chủng. Bản tin dịch COVID-19 sáng 31 tháng 7 của Bộ Y tế cho biết, có 4.060 ca mắc COVID-19, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có 2.503 ca. Đến nay Việt Nam đã ghi nhận 141.122 ca. Hiện cả nước đã tiêm chủng gần 6 triệu liều vaccine COVID-19. Thông tin các ca mắc mới COVID-19 Tính từ 19 giờ ngày 30 tháng 7 đến 6 giờ ngày 31 tháng 7, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.060 ca mắc mới ghi nhận trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh 2503 ca, Bình Dương 868 ca, Đồng Nai 222 ca, Tiền Giang 123 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 76 ca, Cần Thơ 55 ca, Vĩnh Long 48 ca, Bình Thuận 38 ca, Đồng Tháp 31 ca, Phú Yên 28 ca, Kiên Giang 16 ca, Đắk Lắk 11 ca, Sơn La 10 ca, Bình Định 9 ca, Thừa Thiên Huế 4 ca, Quảng trị 4 ca, Đắk Nông 4 ca, Hà Nội 3 ca, Nghệ An 2 ca, Hà Tĩnh 2 ca, hậu Giang 2 ca và Con Tum 1 ca, trong đó có 973 ca trong cộng đồng. Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam. Tính đến sáng ngày 31 tháng 7, Việt Nam có 141.122 ca mắc, trong đó có 2.235 ca nhập cảnh và 138.887 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ đợt dịch thứ tư kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 137.317 ca, trong đó có 32.710 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 4 trên 62 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, bao gồm Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh và Bắc Cạn có 9 tỉnh thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn, bao gồm là Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị và Nam Định. Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19 Tổng số ca được điều trị khỏi là 35.484 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 411 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 21 ca. Về tình hình xét nghiệm, số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 đến nay là đã thực hiện 5.853.565 mẫu cho 16.900.185 lượt người. Về tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19, trong ngày đã có 407.283 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 5.931.376 liều, trong đó tiêm một mũi là 5.342.483 liều, tiêm mũi hai là 588.893 liều những hoạt động của ngành y tế trong ngày. Hội nghị trực tuyến chính phủ do Thủ tướng Chính phủ chủ trì với các địa phương về tình hình phòng chống dịch COVID-19 và phương án tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ nhất liên quan đến công tác phòng chống dịch. Bộ Y tế sẽ thiết lập trung tâm hồi sức tại Bình Dương, hỗ trợ đẩy nhanh tiêm chủng của tỉnh Bình Dương. Bộ Y tế ban hành quyết định số 3616 phê duyệt đề án tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực cho các bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 nặng. Theo nội dung đề án, Việt Nam sẽ có 12 trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 quốc gia ở ba miền Bắc Trung Nam và được đặt tại 12 bệnh viện. Đồng thời, Bộ Y tế giao chỉ tiêu về số giường bệnh hồi sức tích cực cho mỗi trung tâm từ 200 đến 3.000 giường. Bộ Y tế ban hành công văn số 6140 ngày 30 tháng 7 năm 2021 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc huy động các cơ sở khám chữa bệnh tham gia phòng chống dịch. Trong đó, đề nghị địa phương huy động các cơ sở y tế tư nhân tham gia tiếp nhận, cấp cứu và điều trị người bệnh COVID-19 phù hợp với năng lực chuyên môn và điều kiện của cơ sở. Tỉnh Bình Dương Tỉnh Bình Dương là bệnh viện giã chiến số 3 và số 4 tại thị xã Bến Cát và huyện Bảo Bàng, với tổng quy mô 8.000 giường. Đến nay, tỉnh Bình Dương đã có 4 bệnh viện giã chiến với 16.000 giường bệnh. Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến 6 giờ ngày 31 tháng 7. Cả thế giới có 197.912.842 ca mắc, trong đó có 178.852.782 ca khỏi bệnh. 4.222.242 ca không qua khỏi và 14.837.818 ca đang điều trị. Trong ngày, số ca mắc của thế giới tăng 590.090 ca, số ca không qua khỏi tăng 8.236 ca. Châu Âu tăng 132.221 ca, Bắc Mỹ tăng 107.586 ca trong đó Mỹ tăng 76.992 ca, Nam Mỹ tăng 66.219 ca, Châu Á tăng 249.554 ca, Châu Phi tăng 34.148 ca và Châu Đại Dương tăng 1.443 ca. Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 84.812 ca, trong đó Indonesia 41.168 ca, Malaysia tăng 16.840 ca, Thái Lan tăng 17.435 ca, Philippines tăng 8.562 ca, Campuchia tăng 668 ca và Singapore tăng 139 ca. Đảm bảo cung ứng bình ổn giá thuốc phòng chống dịch COVID-19, Ngày 30 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đã ký công văn 6.145 BIT QLG về việc đảm bảo cung ứng bình ổn giá thuốc phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước đang diễn biến rất phức tạp, đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phía Nam. Nhằm tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 để thực hiện mục tiêu kép và đảm bảo nhu cầu thuốc phòng chống dịch COVID-19, thuốc điều trị các bệnh khác cũng như đảm bảo việc bình ổn giá thuốc Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo Sở Y tế các Sở Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở sản xuất kinh doanh dược trên địa bàn khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch dự trữ thuốc để đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Chú trọng đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ kịp thời các thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu điều trị cho người bệnh mắc COVID-19 theo quyết định số 2626 QĐ-BIT về việc ban hành danh mục nhu cầu trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của các khu vực điều trị người bệnh COVID-19, đặc biệt đối với dịch truyền và các thuốc khan hiếm nguồn cung, ít hoặc chưa có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam mà được khuyến cáo sử dụng trong điều trị COVID-19 thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về quản lý giá thuốc, niêm yết giá thuốc và bán theo giá niêm yết, mua thuốc theo giá không cao hơn giá kê khai, kê khai lại còn hiệu lực, không được lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để đầu cơ găm hàng và đẩy giá thuốc tăng cao. Cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh chữa bệnh thực hiện nghiêm quy định về thặng số bán lẻ điều 136 nghị định số 54/2017/NĐCP ngày 8 tháng 5 năm 2021. Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra kiểm tra các cơ sở có dấu hiệu đầu cơ, găm hàng, đẩy giá thuốc, nguyên liệu làm thuốc tăng cao, vi phạm các nguyên tắc phòng dịch tại cơ sở. Xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá thuốc bất hợp lý và các trường hợp không chấp hành đầy đủ nguyên tắc phòng chống dịch được phát hiện. Báo cáo về Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược các trường hợp vi phạm và kết quả xử lý vi phạm, tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất kinh doanh được cập nhật, áp dụng đầy đủ và có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ. Tuy nhiên, quan tâm hướng dẫn các điều kiện để đảm bảo cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc kể cả nguyên liệu phụ trợ như bao bì, tá dược, vỏ nang đóng trên địa bàn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Giữ ổn định hệ thống lưu thông phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc, tránh không để xảy ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng thuốc. Mọi khó khăn vướng mắc đề nghị liên hệ phản ánh đến Bộ Y tế để được hướng dẫn. Hà Nội xử phạt 7 tỷ đồng sau một tuần giãn cách xã hội. Trong một tuần thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 17, Hà Nội đã xử phạt hành chính khoảng 7 tỷ đồng với các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Ngày 30 tháng 7, công an thành phố Hà Nội cho biết, từ 11 giờ ngày 29 tháng 7 đến 11 giờ ngày 30 tháng 7, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt 945 trường hợp vi phạm phòng chống dịch với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, trong đó 220 trường hợp bị xử phạt về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền hơn 300 triệu đồng. 721 trường hợp bị xử phạt gần 1,2 tỷ đồng với các hành vi vi phạm khác liên quan phòng chống dịch COVID-19 như không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung nơi đông người, nơi công cộng, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách. Cơ quan chức năng cũng lập biên bản xử phạt hành chính 4 cơ sở không chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh với số tiền 60 triệu đồng. Như vậy, sau gần một tuần giãn cách xã hội toàn thành phố, các cơ quan chức năng đã xử phạt khoảng 7 tỷ đồng các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Theo công an thành phố Hà Nội, sau một tuần thực hiện chỉ thị 17, người dân đã có ý thức hơn trong việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch. Tại các tuyến đường, lượng phương tiện giảm hẳn, tại các chốt cửa ngõ ra vào thủ đô, lực lượng chức năng phân luồng đối với các xe luồng xanh, các tài xế cũng đã nắm được các quy định nên không còn xảy ra tình trạng ùn tắc. Thành phố Hồ Chí Minh, người không có hộ khẩu vẫn được tiêm vaccine. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức, từ đợt tiêm tiếp theo, thành phố sẽ thực hiện tiêm chủng cho người dân từ 18 tuổi trở lên, từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt đối tượng có hộ khẩu thường trú hay là tạm trú. Chiều 30 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã chủ trì họp báo thông tin về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin về kế hoạch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, ông Dương Anh Đức cho biết đến 18 giờ ngày 29 tháng 7, thành phố đã tiêm hơn 452.000 liều. Hiện nay, tốc độ tiêm vaccine mỗi ngày đều trên 70.000 liều. Thành phố đang đẩy nhanh tốc độ, đạt mục tiêu tiêm hết 930.000 liều tối đa trong 2 tuần. Theo ông Đức, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có công văn số 6.118 về tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Qua đó, Bộ Y tế đã cho phép thành phố tháo gỡ một số vướng mắc để tăng tốc độ tiêm. Thành phố sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc tổ chức tiêm theo công văn của Bộ Y tế. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã định hướng mục tiêu tiêm vaccine, cố gắng trong tháng 8 tiêm cho 2 phần 3 dân số thành phố trên 18 tuổi. Theo đó, so với đợt 5 tiêm cho đối tượng ưu tiên, thành phố sẽ thực hiện tiêm chủng cho người dân từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt đối tượng, chủ trương của thành phố sẽ không phân biệt có hộ khẩu thường trú hay là tạm trú, chỉ cần cư trú trên địa bàn thành phố thì sẽ đều được tiêm. Hiện nay, nguồn vaccine chính của thành phố là do Bộ Y tế phân bổ. Vaccine về đến đâu, tiêm đến đó. Ngoài ra, thành phố cũng có nguồn vaccine tài trợ. Ngày mai 31 tháng 7 sẽ có 1 triệu liều về thành phố Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ của thành phố là tổ chức tiêm chủng, sao cho quy củ và đảm bảo tiến độ. Bộ Y tế cũng có yêu cầu huy động tối đa nguồn nhân lực, tổ chức tiêm linh động, do đó Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết bên cạnh tổ chức những đội tiêm cố định, thành phố sẽ tổ chức các đội tiêm lưu động để đảm bảo đi từng ngóc ngách cộng đồng dân cư hoặc có thể tiêm chủng cho các công nhân tại các doanh nghiệp, thực hiện tổ chức ba tại chỗ. Thành phố cũng sẽ không giới hạn số lượng tiêm mỗi ngày, có thể tổ chức nhiều hơn 200 liều một ngày để đẩy nhanh tiến độ thành phố sẽ tổ chức tiêm chủng vào buổi tối và cũng có quy định về việc người dân đi tiêm chủng được phép ra ngoài sau 18 giờ với các giấy nhận diện cụ thể. Theo ông Dương Anh Đức, từ đợt tiêm chủng thứ 5, thành phố đã ra vai trò chủ chốt trong tiêm vaccine cho các quận huyện. Sở Y tế có nhiệm vụ cung ứng nguồn nhân lực, có quy định cụ thể cho các đội tiêm, quản lý tiêm ở một số bệnh viện tuyến trên để tiêm cho người có nguy cơ cao, Quy trình tiêm cũng sẽ được đơn giản hóa, sẽ không ràng buộc phải đợi sau tiêm 30 phút. Việc khai báo tầm soát hoặc là cam kết tiêm chủng có thể làm trước tại nhà để hạn chế tối đa việc tập trung. Theo ông Đức, với kế hoạch này, kỳ vọng tốc độ tiêm sẽ tăng lên đáng kể, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.